sanh trong hướng dưới, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu niddukha hontu abhyapaccha hontu anicca hontu dikha yukha hontu aroga hontu sampatti samicchantu sukhi attanam pariharantu dukha patta chani dukha phaya patta chani phaya soka patta chani soka hontu sabbe pipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc. Nhà con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay. Với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tam bảo và xin thọ trì quy giới, xin hồi hướng đến chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con và chia phần phước lành này đến với đạo tràng, đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tài á, Nam mô Tam Mai á, Nam mô Sa Kha á. Bây giờ là 4:28 sáng giờ Việt Nam, còn 2 phút nữa mới đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Con xin kính chào quý vị đạo hữu. Bây giờ con xin nhường mic lại, không biết là sư có mặt trước máy hay chưa. Bây giờ cái chương trình Pan Talk thì khi mà cầm mic thì không có vuốt qua để xem, để danh sách những người trong room để coi ai giơ tay sao được. Đã có bàn tay rồi, con xin xuống. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sam Khai Giá. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nick name mà chúng tôi không được rõ. Xin chào chư thiện nam tín nữ, thiện hữu trí thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 341. Trước khi bước vào đề tài này, chúng sinh hoạt trong đạo tràng xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Tất cả đáp thế giác sa quần đà mỹ Bụt Hồ Ma Hề Sì A Rằng Tất Thà Gác Rồ Rồ Phú Tâm Mồ Tất Phá Gá Rồ Vĩ Chệ Thất Phù Rồ Cá Sơ Sá Thà Chánh Lạc Đầm Mất Phù Quý Đồ Quỳnh Đà Má Hành Tần Nó Ra Phù Chánh Này Giác Tần Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu Ngài Bậc Trí Thức Không Đau Sinh Bằng Thoát Ly Tiền Đạo Tối Trăm Tối Thượng Giáo Chủ Trí Năng Vô Lượng Tứ Đế Ngài Đã Tin Tưởng Thông Minh Dạy Bảo Dân Lương Thoát Trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tam mô bát đề bồ vi tá sa sát thu nô lô ca nó mình tá sa quy nà ca ru cô sắp bần nhu bút thóc bát đề phù thi sanh nhã tô quanh đà mất hành tầng đã ra phù. Cái này giác cần pháp bảo vi anh vàng như lai soi sáng vạt màng vô minh phá tan lầm lạc dũng sinh đầy dòng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đại lễ Pháp Quang đáng cho cùng chung nhân gian cúng dường. Sân phô vi số thô xuất gá tá sát tà vô phô xét thà xuất tà mô vô tá thầm vô xét thà phô niên đà vô sân xà đi á nà đá rô vô rô hoành đà mô hành tầng nát ra phù. Cái này giác tầng tăng bảo thinh văn Phật Đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa liệt thể pháp phàm nhắc ai bì. Con xin đảnh lễ tăng thi đáng cho cùng chung nhớ ghi cúng dường. Rất tình ác tế giá tê kê nế sĩ tà mê e tu quát thanh nâng tá xa vi a nu pa vê nế sá hát xa dê nế sĩ trà tụ cầu xin tam bảo uy linh
cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy nha. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng. Kính thưa quý vị, hôm nay đạo tràng của chúng ta có duyên sự gia đình của huynh Thính Pháp, gia đình của Sích Duyên, những người đã sinh hoạt trong vùng Phật giáo Nam Truyền này có yêu cầu. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ bỏ ra một ít thời gian để hướng tâm về những bậc hữu ân của chúng ta, nhất là cha và mẹ. Đó là những cái điều mà Đức Phật Ngài tán thán. Cha, mẹ, các vị A-la-hán, chư Phật là những vị mà chúng ta phải lễ bái cúng dường. Và sao đưa lên này nhiều quá vậy nè, một lần thôi, đây tới hai lần. Quý vị thông cảm anh, chờ chút. Tức là hôm nay đạo tràng của chúng ta có duyên sự là cụ bà Phan Nguyệt Nhung, sinh ngày 2 tháng 1 năm 1942, là mẫu thân của huynh Thính Pháp. Cụ bà Trương Thị Đông, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1956, là thân mẫu của Sích Duyên hữu sự, cùng toàn thể gia quyến chi thành hướng về ba ngôi tam bảo, mười phương chư Phật, Đức Bổn Sư Vô Tầm Á, Tôn Pháp Thánh Hiền Tăng. Một dạ chi thành sấm sanh lễ phẩm, hoa quả hương đăng, cúng dường ba ngôi tam bảo, nhất tâm thiết lễ cầu an cho cụ bà Phan Nguyệt Nhung, sinh ngày 2 tháng 1 năm 1942. Cụ bà Trương Thị Đông, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1956, được thừa ân tam bảo, mạng căn ăn ổn, gia đạo thái hòa, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, sở cầu như nguyện. Đệ tử chúng con nguyện trọn đời y lời Phật dạy, đánh xa điều ác, tu tập hạnh lành, thanh tịnh tâm ý, trước bảo đề thâm ân quá độ, đáp nghĩa nặng sinh thành, sao buông bồi duyên lành giải thoát, lợi lạc pháp giới chúng sanh. Ngưỡng mong ân trên tam bảo thủy từ gia hộ đến cụ bà Phan Nguyệt Nhung, cụ bà Trương Thị Đông. Ngưỡng mong mười phương chư Phật từ bi gia hộ cụ bà Phan Nguyệt Nhung, cụ bà Trương Thị Đông được tai qua nạn khỏi, tập bệnh tiêu trừ. Trước tam bảo uy linh tối thượng, đèn trầm hương tâm nguyện chỉ thành, cầu cho pháp giới chúng sanh tóc cùng bá cõi muôn phần phước duyên, mãi tăng hóa trên đường thiện nghiệp, mãi phun bồi hạnh phúc vô dư, liên hoa nở khắp biển từ, trần xa vô nhiễm, tuyển hư đoạn lìa. Cuối đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh viễn kỳ đáng cúng dường, công nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lần đánh giữ lợi quần sinh. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Tam Thế Phật Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Tam Thế Pháp Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Tam Thế Tăng Bảo. Cội Bồ Đề trang nghiêm tiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng, con xin lại đấng đại hùng, gọi vô biên trí tận cùng thế gian. Từ quá khứ vô vàng Phật hiện, ở tương lai vô lượng Phật thành, hiện tiền kêu Phật độ sanh, con xin kính lễ tâm minh nguyện cầu. Hồng danh Phật nhiệm màu ứng cúng, chánh viễn tri minh hạnh đủ đầy, đức ân thiện thể cao dày, bậc thế gian giải chỉ bày chân tâm.
Vô Thượng Sĩ Pháp Thân Tịnh Diệu, Bậc Trượng Phu Điều Ngự Độ Sanh, Thiên Nhân Sư Đấng Cha Lành, Phật Đà Toàn Giác, Thế Tôn trong đời. Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành, quy y Phật Bảo Độ Sanh, Bồ Đề Tâm Nguyện viên thành từ đây. Gieo năm vót trần vĩ sám hối, những lỗi lầm tham vọng mê si, cuối xin Phật Bảo chứng tri, con hằng tinh tấn việt ly não phiền. Bác thanh đạo của con đường chánh giác, đưa chúng sanh vượt thoát bờ mê, nương thuyền bát nhã quay về, ba tòa tạng bảo Bồ Đề tự tâm. Từ quá khứ vô vàng dự pháp, ở tương lai vô lượng pháp màu, tiền tiền Phật pháp thâm sâu, tiền từ phương tiện bắt cầu độ sanh. Pháp phi diệu cha lành khéo dạy, lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền, vượt thời gian chứng vô biên, sát na đại ngộ pháp nhân liễu tường. Đạo vô thường đến rồi thấy rõ, tướng thường tâm thoát ngõ vọng trần, chỉ nhân tự ngộ giả chân, diệu thường tình lạc pháp ân nhiệm màu. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an hòa, quy y pháp bảo bao la, minh tâm kiến tánh thắng ma não phiền. Gieo năm vót vô biên sám hối, những lỗi lầm do ái dục sinh, cuối xin pháp bảo chứng minh, con hằng chánh đạo tâm linh quay về. Tăng là bậc từ hòa nghiêm tịnh, chức trần lao đạo quả viên thành, luật căn tình lặng vô sanh, hướng cúng cao thượng phước lành thế gian. Từ quá khứ vô vàng tăng chúng, ở tương lai vô lượng thánh hiền, hiện tiền tăng bản phước điền, con xin kính lễ gieo duyên niết bàn. Bậc diệu hạnh Thinh Văn Thích Tử, bậc trực hạnh Pháp Lữ Thiền Gia, bậc Như Lễ Hạnh Tăng Già, bậc Chân Chánh Hạnh Dưới Tòa Thế Tôn, thành đạo quả bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật hướng cúng tôn nghiêm, cung nghinh kính lễ một niềm, thỉnh chúng vô thượng phước điền thế gian. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành, quy y tăng bảo tịnh thanh, tự giác tha giác nguyện hành từ đây. Gieo năm vót tội rầy tâm sám, những lỗi lầm ngã mạn kiêu căng, cuối xin chư thánh hiền tăng, con hằng tịnh tâm tham sân đoạn lìa. Cuối đầu đảnh lễ từ ân, bảo tháp trả lời kim thân Phật Đà, Bồ Đề khắp phải ta bà, nhắc tâm thành kính hương hoa cúng dường. Ba tòa thanh tịnh Bồ Đề mời phương thiên chúng hội về nghe kinh, pháp màu diệt tận vô minh, pháp màu cứu khổ sinh linh vạn loài. Kính thỉnh hàng thiên chúng dục giới và sắc giới, ở đỉnh núi hang động hoặc cung điện thiên không, kính thỉnh hàng địa tiên nơi hải đảo châu quận, cây cao hoặc rừng rậm trong nhà hoặc ruộng vườn, kính thỉnh thần dạ xoa càng thấp bà long vương, bậc có tâm hiền thiện ở dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng, hiện đang trú không xa, xin văn tập đạo tràng để lắng nghe lời dạy của Đức Phật Môn Ni thay thị độ chúng sinh. Nay là giờ chuyển kinh vô lực, nay là giờ đọc tụng pháp âm, lời vàng lý nghĩa cao thâm, xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì. Nay là giờ chuyển kinh vô thượng, nay là giờ đọc tụng pháp âm, lời vàng lý nghĩa cao thâm, xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì. Nay là giờ chuyển kinh vô thượng, nay là giờ đọc tụng pháp âm, lời vàng lý nghĩa cao thâm, xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì. Chúng sanh cầu an lạc, luôn mở rộng lòng từ, làm lành xa ác tánh, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc.
Như vậy ta nghe một thời Thế Tôn ngự tại kỳ viên tịnh xá của trưởng giả Cấp Vô Độc gần thần Sao Vệ. Khi đêm gần mãn, có một vị trời dung sắc thù thẳng, hào quang chiếu diệu sáng tỏa kỳ thiên, đến nơi Phật ngự đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên cung kính bạch Phật bằng lời kệ rằng: chư thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc, hằng tầm cầu mong đợi một đời sống an lành. Kính xin Ngài bi mẫn hoan hỷ dạy chúng con về phúc lành. Thế Tôn tùy lời hỏi rồi giảng giải như vậy: không gần gũi càng ác, thân cận bậc chỉ hiền, cũng lễ bậc đáng lễ là phúc lành cao thượng. Ở chú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là phúc lành cao thượng. Đa văn nghề nghiệp giỏi, thiếu huấn luyện học tập, nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng. Thiếu thuận bậc sinh thành, dưỡng dục vợ và con, sở hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, giữ chánh mạng trong đời là phúc lành cao thượng. Xả ly tâm niệm ác, chế ngự không say xưa, không phóng dật trong tháp là phúc lành cao thượng. Cung kính cùng khiêm nhường, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng. Nhẫn nhục lời nhu hòa, ý kiến bậc sa môn, tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Thiền định sống phạm hành, thấy được lý thánh đế, giác ngộ quả niết bàn là phúc lành cao thượng. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Những sở hành như vậy, không chỗ nào thối thất, khắp nơi được an toàn là phúc lành cao thượng. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo. Xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa và những điều trở ngại, những khổ đau sợ hãi, những phiền muộn ưu sầu hãy được mau tiêu diệt. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh, bố thí và tham thiền, xin qua lực vô biên, khi toàn giác độc giác và tinh văn tính chung, hộ trì bà Phan Nguyệt Nhung, bà Trương Thị Đông được an lành tịnh lạc. Người hằng mong an tịnh nên thể hiện pháp lành, có khả năng chấp pháp, hiền hòa, không kiêu mạn, sống dễ dàng, tri túc, thanh đạm, không rộn ràng, lục căn luôn trong sáng, trí tuệ càng hiện minh, chuyên cần không quyến niệm, không làm việc ác nhỏ mà bậc trí hiền chê, nguyện thái bình an lạc, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Chúng sanh dù yếu mạnh, lớn nhỏ hoặc trung bình, thấp cao, không đồng đẳng, hết thảy chúng hữu tình, lòng từ không phân biệt, hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si hoặc vì đuổi oán tưởng. Hãy mở rộng tình thương, hy sinh như từ mẫu, suốt đời lo che chở đứa con một của mình, hãy phát tâm vô lượng đến tất cả sinh linh. Từ bi gieo cùng khóc, cả thế gian khổ hải trên dưới và quanh mình, không hẹp hòi, quan trái, không giận hờn, quán thù. Khi đi đứng, ngồi, nằm, bao giờ còn thức tỉnh, giữ niệm từ bi này, thân tâm thường, thanh tịnh, phạm hạnh, chính là đây. Ai sẽ ly kiến thủ, có giới hạnh nghiêm trì, đạt chánh tri viên mãn, không ái nhiễm dục trần, thoát ly đường sinh tử. Chúng ta nên đem lòng từ thiện đối với tất cả chúng sanh, như tôn giả Ananda đã suy tưởng đầy đủ các công đức của Phật từ khi mới phát nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác là tu mười pháp parami,
mười pháp Upaparami, mười pháp Paramattaparami, năm pháp đại trí, tư cách chứng quả trên biến tri, trên bồ đoàn, chín pháp thánh. Suy tưởng xong rồi, tôn giả Ananda tụng kinh Paritta cả đêm, trọn đủ ba canh tại trong ba vòng thành Vesali. Tất cả chư thiên trong mười muôn triệu thế giới ta bà đều được thọ lãnh oai lực kinh Paritta. Kinh Paritta đã làm cho ba điều bất lành là bệnh tật, phi nhân và sự đoá khác trong thành Vesali được mau tiêu diệt. Xin chư thiên hãy lắng nghe, nay chúng tịch tụng kinh Paritta ấy. Phàm ở cõi đời này có chư thiên tụ hội hoặc ngay trên địa cầu hoặc chính giữa hư không, mong rằng chúng thiên nhân phát sinh tâm hoan hỷ, đem hết lòng thành kính lắng nghe lời Phật dạy. Hãy chú tâm suy niệm, khởi lên lòng từ mẫn đối với những người nào ban ngày và ban đêm thường bố thí cúng dường. Hãy phát tâm ân cần hộ trì những người ấy. Và những tài sản gì đời này hay đời sau, hoặc châu báu thù thắng hiện hữu trên thiên giới, không gì sánh bằng Như Lai thiện thể. Như vậy chính Đức Phật là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Ly dục diệt phiền não, pháp bất tử thù diệu, Phật Thích Ca Mâu Ni chứng pháp ấy trong thiền, không có gì sánh được pháp thiền vi diệu ấy. Như lại như vậy chỉnh chánh pháp là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Tánh tám vị bốn đôi được bậc thiền tán thán, đệ tử đóng thiền thề xứng đáng được cúng dường bố thí các vị ấy được kết quả vô lượng. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Các vị lòng thiểu dục với ý chí kiên trì theo chân chánh phụng hành lời dạy vô tam ác, chứng đạt được quả vị thế nhập đạo bất tử, liễu nộ được dễ dàng an hưởng sự tịch tịnh. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Quý như cột trụ đá kéo y tựa lòng đất, dầu có gió bốn phương cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân liễu ngộ liệt tứ thánh đế cũng tự tại bất động trước đám pháp thế gian. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Bậc thánh Tu Đà Hoàn thấu triệt lý thánh đế mà đức thiên nhân sư có trí tuệ thẩm thông đã thức dậy toàn thiền. Các ngài dù phóng dật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tám. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Nhờ viên mãn chánh trí đoạn trừ ba kiết sử là thân kiến hoài nghi, luôn cả giới cấm thủ, thoát khỏi bốn đọa xứ, các ngài không còn tạo sáu bất thiện trọng nghiệp. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Bậc thánh Tu Đà Hoàn dù vô tâm phạm lỗi bằng thân lời hay ý cũng không hề phúc lộc được xưởng danh thuần thiện bậc liễu ngộ niết bàn. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng lợi ích chúng hữu tình, như ví như cây trong rừng đâm chồi đầu mùa hạ. Như vậy chính Đức Phật là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tuyên thuyết pháp vô thượng. Như vậy chính Đức Phật là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Nghiệp cũ đã chấm dứt, nghiệp mới không tạo nên. Với tâm tư nhàn chán trong sanh hữu tương lai,
Các chủng tử đoạn tận tham muốn đã diệt trừ bậc kỹ chứng niết bàn, ví như ngọn đèn tắt. Như vậy chỉnh tăng chúng là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Phàm ở cõi đời này có chư thiên tụ hội, hoặc ngay trên địa cầu, hoặc chính giữa hư không, hãy đảnh lễ Đức Phật thị hiện độ chúng sinh. Được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với hạnh lần này chúng sanh được hạnh phúc. Phàm ở cõi đời này có chư thiên tụ hội, hoặc ngay trên địa cầu, hoặc chính giữa hư không, hãy đảnh lễ chánh pháp đạo chuyển mê khai ngộ. Được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Phàm ở cõi đời này tội, hoặc ngay trên địa cầu, hoặc chính giữa hư không, hãy đảnh lễ chúng tăng tiếp Phật độ chúng sinh. Được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Ma vương biển ngàn tay, cộng thế giới đủ loại, cởi voi mê khá lá, với vô số binh ma vang rền như sấm động, quyết chiếm đoạt bồ đoà. Phật dùng bố thí độ cảm hóa đại ma vương, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Dạ xoa a la quát cá, phung bảo hương ma vương kiêu căng và tự phụ, suốt đêm tổ thần lực quyết chiến cùng Thế Tôn. Phật dùng nhẫn nại độ cảm thắng thần dạ xoa, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Voi Nalagiri bị phục rượu uống say, khủng khiếp như lửa rừng, như sấm sét chấn động, như sa luân bạo khí. Phật dùng từ bi độ cảm hóa voi mê cuồng, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Angulimala, một sát nhân tinh nhuệ giết người chặt ngón tay, kết làm tràng đeo khổ, cầm gương đuổi giết Phật lộ trình ba do cuồng. Phật khai triển thần thông cảm hóa người hiếu sát, Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Nàng mỹ nữ Chinh Cha dùng cái tròn giả dạng như phụ nữ mang thai để vu oan Đức Phật. Dùng năng lực chánh định, Đức Phật chế ngự nàng giữa đạo tràng thỉnh chúng, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Du sĩ Sách Chắc Á, người chốt bỏ sự thật, ngã mạn và kiêu căng, tự phụ đại phong minh, tự cao như cục phưởng, thật ra như người mù. Phật dùng trí tuệ độ cảm hóa kẻ cuồng si, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Hindu Bananda, rồng chúa đại thần lực, chấp định kiến sai lầm, dùng thần thông tỷ uy vây Phật và kính chúng. Đức Phật dạy chứng tử tôn giả một kiền liên, biến hình thành long vương, cảm hóa rồng chúa dữ, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Đại Phạm Thiên Bát Cá, có hào quang chiếu diệu, nhiều quá lực thần thông, chấp kiến và chấp ngã, tự phụ có đức hạnh, phùng tịnh không ai bằng. Phật thay chuyển thần thông cảm hóa trời Phạm Thiên, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Người thiện căn hiền kỹ, ngày và đêm tinh cần, kỷ niệm tám Phật lực, tránh khỏi mọi tai ương, phúc duyên thường tăng trưởng, Phật đạo được viên thành. Đệ tử Phật chân chánh thực hành chánh pháp, và là người thành tín sùng bái và ngưỡng mộ cúng dường Đức Như Lai bằng vô thượng chân pháp. Không làm điều ác, thành tựu hạnh lành, thanh tịnh tâm ý, ba đời Phật dạy. Nhẫn nại pháp tiêu hủy tối thượng không gì bằng, niết bàn quả tối thượng, Phật dạy như vậy. Xuất gia không hiềm hận, sa môn không hại người, không bị bán kẻ khác, không phá hoại tha nhân. Nghiêm trì giới căn bản, tiết độ trong ẩm thực, thích chú xứ an tịnh, chuyên chú hướng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Nhẫn nại pháp căn bản, hầu hết các hành lành, nhất là giới và định, tất cả các thiện pháp tăng trưởng nhờ nhẫn nại.
Nhẫn nại có khả năng bướng gốc rễ tội ác và đoàn tận nguyên nhân mọi tranh chấp cãi lẫy, là năng lực người chỉ đoàn pháp của người tu, là lực người hành đạo có khả năng tác thành mọi an vui phúc lạc. Người hành tu nhẫn nại là người có bằng lành, có phúc lộc uy danh, thường tự thành an lạc. Ta người đều lợi ích, nhân loại và chư thiên đều thương mến hộ trì. Người hành pháp nhẫn nại mãn kiếp sanh thiên giới, chống đắc quả niết bàn, người ấy gọi thực hành đúng kim ngôn di giáo, là người đã cúng dường Đức Phật cách cao thượng. Nguyện cầu tám hướng mười phương chúng sanh muôn loại hãy thường an vui, dứt trừ oan trái nhiều đời, bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan. Hại nhau chỉ chút lầm than, mê si điên đảo vô vàng lệ châu. Chúng sanh vô bệnh sống lâu, nguyện cho thành tựu phước sâu đức dày. Nguyện cho an lạc từ nay, dứt trừ thống khổ đắng cay oán hờn. Dứt trừ tinh sợ tái ương, bao nhiêu phiền não đoạn trường viễn ly. Nguyện cầu tam bảo chứng tri, sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn. Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh, mẹ cha quyến thuộc xa gần, hiện tiền quá vãng trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên pháp tâm hoan hỷ báo truyền, giúp cho thể đều hưởng phước cam lồ, đạo tâm bất thối, tâm vô khổ sầu. Lời vàng chư Phật thâm sâu, thấm nhuần trăm họ năm châu thái bình. Con cùng pháp giới chúng sanh đồng lương chánh pháp quang minh chân truyền, tĩnh tâm giữ vẹn một niềm, phun bồi phúc huệ theo duyên niết bàn. Nguyện công đức đã làm hồi hướng tóc chúng sanh vơi đi phiền não khổ, Phật đạo được viên thành. Nguyện công đức đã làm hồi hướng tóc chúng sanh vơi đi phiền não khổ, Phật đạo được viên thành. Nguyện công đức đã làm hồi hướng tóc chúng sanh vơi đi phiền não khổ, Phật đạo được viên thành. Đạo tràng Phước đã tạo ra những ngày hôm trước hay là hôm nay, cầu mong công đức hiển bày tới qua nạn khỏi đủ đầy an vui. Đạo tràng Phước đã tạo ra những ngày hôm trước hay là hôm nay, cầu mong công đức hiển bày tai qua nạn khỏi đủ đầy an vui. Đạo tràng Phước đã tạo ra những ngày hôm trước hay là hôm nay, cầu mong công đức hiển bày tai qua nạn khỏi đủ đầy an vui. Phát kinh cầu an đến cụ bà Phan Nguyệt Nhung, sinh ngày 2 tháng 1 năm 1942, và bà Trương Thị Đông, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1956. Đến đây xin được kết thúc. Mong tam bảo từ từ gia hộ cho hai vị này được tai qua nạn khỏi, vui bình kinh an. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào bài học ngày hôm nay ha. Quỳnh Tinh Pháp có ý kiến gì không? Có thể đại diện gia đình ha. Cảm ơn đạo tràng. Quỳnh Tinh Pháp còn không? Bỏ chạy cho mục tiêu là còn á. Rồi hoặc là sĩ duyên chắc là hôm nay không có mặt ha. Rồi như vậy là khóa lễ cầu an chúng ta đã trôi qua. Quỳnh Tinh Pháp có ý kiến gì không? Đó, sĩ Nhật Quỳnh ha. Rồi sa thú xin mời. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Mô Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con xin thành kính tri ân Ngài Tri Đức
cũng như chư tôn đốc tăng với bà cô tu nữ còn toàn thể đạo tràng để vui lòng lắng bẩn tụng kinh cầu an cho không những cha mẹ của chúng con đang bị bệnh nặng và cho tất cả những vị đạo hữu đang bị bệnh trong đạo tràng. Thì một lần nữa con trong lòng thay mặt gia đình và những người đang bị bệnh trong lòng tri ân đến sư chư tôn đốc tăng với bà cô tu nữ đã giúp cho con vượt qua những cái khó khăn về mặt tinh thần trong lúc này. Dạ, con xin xuống bích ạ. Dạ, cảm ơn. Sa thú Huỳnh Cảnh Thanh Pháp. Nói về đại tràng của chúng ta hữu tỉnh hữu lai ha. Bởi vì khi mà quý vị thể hiện cái tấm lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, đó là điều Đức Phật rất là tán thán. Bởi vì trong thế gian này có bốn hạng người mà chúng ta phải lễ bái cúng dường phụng dưỡng, đó là cha mẹ, các vị A-la-hán và chư Phật. Thì các vị A-la-hán và chư Phật đã siêu xuất tam giới, đã nhập Niết Bàn. Thì còn lại cha và mẹ của chúng ta. Cha mẹ của chúng ta là những vị Phật còn tại thế. Và những vị Phật này là những vị Phật còn sanh tử luân hồi. Nhưng mà chúng ta phải phụng thờ, phải tôn kính. Trong một bài kinh, Đức Phật dạy rằng dân kinh cha răng mà năng khách tòa. Khi người đã làm được việc lành trong hoàn cảnh nào thì trước hết vừa tưởng nhớ đến cha mẹ đã quá vãng. Cha mẹ chúng ta còn sống thì chúng ta phụng dưỡng đã đành, nhưng mà cha mẹ của chúng ta đã quá vãng rồi thì chúng ta cũng phải tưởng nhớ nữa, chứ không phải là chết là hết. Thì những vị Phật còn sanh tử luân hồi, tức là lên và xuống trong ba cõi này, thì chúng ta cũng phải có trách nhiệm ha. Rồi, hành động của Huynh Chánh Pháp, của Sư Chuyên là một điều mà chúng tôi rất là hoan hỷ, tán thán. Khi quý vị hướng về cha, hướng về mẹ, khi hữu sự. Rồi, xà thủ. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay ha. 5:03 Trước tiên thì bây giờ chị mời Sư Nhật Quỳnh Quang Hỷ ha, chúng ta đi vào ý nghĩa từ vựng. Bởi vì hôm nay chùa cũng có chút việc, mà chúng ta còn hai câu Phật ngôn này nữa mới nói lên cái duyên sự của những câu Phật ngôn này. Thì chúng ta học trong sự tóm tắt ha. Câu đầu tiên, Sarita ni sine hita ni cha, Sarita ni sine hita ni cha, cũng hơi khó đọc ha. Khó thì khó, chúng ta cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Câu đầu tiên chúng ta có ba từ. Sarita ni là một, Sine Hita Ni là hai, và Chi Chá là ba. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Sarita Ni, ở đây chúng ta thấy căn ngữ sát cộng với ý tá. Đây là một cái dạng quá khứ phân từ trung tính. Nó nói lên cái ý nghĩa là các sự yêu đương, các ái dục được tuôn chảy, các ái dục, các sự yêu đương được tuôn chảy. Hãy
Ri Tà Ni căn ngữ sáp, chữ sáp chữ R chứ không phải chữ chữ T. Cái căn ngữ nó là chữ sáp, tức là chữ S A R nhà, đúng rồi. À, cộng với ý tá thôi, cộng với ý tá. Các sự yêu đương được tuôn chảy với tuôn này không có re nha. À, rồi cái từ thứ hai, sinehitani, sinehitani, chữ sinehitani do căn ngữ sine, nó là một danh từ trung tính, akrantana pum sakalinga, sineha. Rồi ở đây nó có ý nghĩa sinehitani là các sự yêu đương hay các sự tham muốn tiếng Khmer dùng cái từ Pali này là sineha là nói lên tình yêu, nói lên sự tham muốn. Sineha trong cái vấn đề mà người ta sử dụng về tha lực ấy, thì cũng có sử dụng sine ha. Rồi chữ chán là và ha. Bây giờ chúng ta qua câu số 2 để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Câu số 2 So manasa nipawan tichan tu no So manasa nipawan tichan tu no. Câu số 2 chúng ta có 3 từ. So manasa ni, So manasa ni là 1, pawan ti là 2, chan tu no là 3. So manasa ni, chúng ta thấy có tiếp đồ ngữ su ở phía trước, có nghĩa là tốt đẹp. Rồi chữ manasa, manasa nó là một danh từ trung tính, nó là một trung từ, danh từ trung tính ha. Akrantana pum sakalinga manasa có nghĩa là tâm ý, nhưng mà nó ở đây nó đứng làm cái dạng gì đây? Ni nó đứng làm chủ cách nó đứng làm chủ cách số nhiều ha. Thì số manasa ni có nghĩa là các cái tâm mà khoan khái, các cái tâm khoan khoái hay là các hỷ tâm, các cái tâm khoan khoái hay là hỷ tâm, đúng rồi. Bhatama bahuvacana đang làm chủ các số nhiều, các thị tâm. Rồi phá quanh tí đây là mình làm một cái động từ số nhiều do căn ngữ phu, có nghĩa là thì giống như động từ to be ha. Rồi chan tu no do cái từ chan tu, nó là một danh từ nam tính, ukranta phung linh ga, và chan tu ở đây được chia theo sở hữu cách số ít, tức là chát thi quy phát thi hay có quá trình á. Chan tu biến thành chan tu no đối với chúng sanh hay là của loài người, của chúng sanh hay của loài người, của chúng sanh hay là của loài người. Chỉ số nhưng mà nói là chỉ số, chỉ số nhưng mà nói là chỉ số, đó là tiếp đầu ngữ. Bởi vì cái tiếp đầu ngữ này
nó theo cái vấn đề lô vô và sanh thí, xóa và ráp chữ, thì chữ số này nó biến thành chữ số. Nếu mà sumana thì người ta lại nghĩ nó là một từ khác, sumana tức là thiện tâm ha, thì người ta sẽ nghĩ nó là một từ khác. Và đây xóa và ráp chữ thì sumanasa tức là cái vấn đề tác ý á, thì chữ này là chữ số chứ không phải là chữ số, mặc dù thật sự nó là chữ số, nhưng mà khi mà đi với chữ manasa thì nó biến thành chữ số. Đây là cái vấn đề, cái quy luật của văn tạm trong cái loco và sanh thí. Thì chúng ta cũng thấy có những cái cách nó chia mà mình nghĩ rằng phải như thế này, nhưng mà nó không phải là như vậy. Nó không phải như vậy. Cho nên khi mà chúng ta thấy cái căn ngữ má ná này là tâm là ý này, nhưng mà hỷ tâm hay là cái tâm khoan khoái, tức là chỉ phải là sô má ná chứ không phải là sú má ná. Sú má ná là khác mà sô má ná là khác. Nhưng mà khi mà sô má ná thì chúng ta biết là tiếp đồng ngữ của nó là sú. Chứ bây giờ chúng ta bắt buộc nó theo một cái quy luật không có. Nó có những cái mà chúng ta thấy rằng cũng có ngoại lệ của nó chứ không phải là không ha. Rồi. Chị Phá Huỳnh Tí Xong Chia Thanh Tú Nô của chúng sanh của loài người ha. Rồi. Như vậy thì hai câu này nó bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Hai câu này ý nghĩa bổ sung cho nhau. Khi mà chúng ta đọc cái phần Pali Sarita ni Sine hita ni Chak su manasa ni Phá Huỳnh Tí Chanh Thu Nô, các sự yêu đương được cùng chảy và các cái tâm khoan khoái là hiện hữu đối với chúng sanh. Hai câu bổ sung cho nhau thì chúng ta thấy ý nghĩa nó xuất tức thời ha. Các sự yêu đương được cuộn chảy và các cái tâm khoan khoái là hiện hữu đối với chúng sanh. Đó là ý nghĩa câu 1, câu 2 ha. Bây giờ chúng ta chuẩn bị các sự yêu đương được cuộn chảy chứ đâu phải cuộc chảy. Chảy thì sao có cuộc gì đâu ha. Các sự yêu đương được cuộn chảy và các tâm khoan khoái là hiện hữu đối với chúng sanh. Có một câu hai. Rồi rạc từng thì chúng ta nó kỳ kỳ, nhưng mà hai câu bổ sung cho nhau thì chúng ta thấy ý nghĩa nó trọn vẹn ha. Các sự yêu đương được cuộn chảy và các tâm khoan khoái đối với các chúng sanh. Các tâm khoan khoái là hiện hữu, tức là có cái động từ Phá Huỳnh Tí đó là hiện hữu đối với chúng sanh. Các tâm khoan khoái là hiện hữu đối với các chúng sanh. Thiếu chỉ hiện hữu, bởi vì cái quan trọng là Phá Huỳnh Tí hay là Giá Thao Phu Tăng, tức là ngay bây giờ nè, chứ không nói quá khứ, không nói tương lai, mà nói ngay bây giờ của chúng sanh hay là đối với các chúng sanh là hiện hữu của các chúng sanh. Ý nghĩa nó là chát thi á. Đọc nhanh quá hả? Đọc nhanh quá. Đây có chuyện bà con thông cảm ha. Đánh nhanh rút lẹ rồi chúng tôi cũng phải có công việc. Rằm tháng 7 cái tháng vô hồn bà con ơi. Rồi bây giờ qua câu 3, câu 4.
Tê sa ta si ta su khe si no. Câu số 3. Tê sa ta si ta su khe si no. Câu số 3, 3 từ ha. Tê đầu tiên tê. Ở đây nó là một đại từ quan hệ. Tê cũng được ha. Do cái đại từ ta xá, đại từ nam tính, thì cái từ này khi mà chúng ta thấy đó là chữ T hay là chữ D thì nó cũng do cái đại từ xá mà ra. Chúng ta biết đây là một chủ cấp số nhiều, bà tham ma bà hú quá cha na quỳ pháp tí T hoặc là D, có nghĩa là những người nào, những ai. T, những người nào, những ai. Sa ta si ta, ta sa ta si ta, sa ta si ta. Ở đây có hai từ ráp lại ha. Cái từ sa tá là một nè, rồi si ta là hai nè. Sa tá nó là một danh từ trung tính, á răng tá phun linh gác, nó phun sắc là linh gác. Chỉ sa tá có nghĩa là sự vui thích, điều hạnh phúc hoặc là nụ cười. Chỉ sa tá. Rồi chữ si ta do cái từ si tá. Chữ si tá này nó là một cái dạng quá khứ phân từ, nhưng mà nó được chia theo chủ các số nhiều, bà tham ma bà hú quá cha na quỳ pháp tí, cho nên si tá biến thành si tá. Si tá là chiều theo hay là dính mắt, chiều theo hay là dính mắt. Vậy thì hai từ này đi chung với nhau, sa ta si ta, sa ta si ta là chiều theo sự vui thích, dính mắc vào hạnh phúc, chiều theo sự vui thích, dính mắc vào hạnh phúc. Hà Ngô, chào Sĩ Nguyên Trang. Mấy ngày mình đi chơi ha, thoải mái, bây giờ mới về ha. Rồi, ta tới sĩ ta. Đúng rồi, dính mắt vào hạnh phúc đó. Chiều theo sự vui thích đó. Đó là sức nguyên ca. Rồi, chữ Sukhe Sino. Sukhe Sino. Sukhe Sino do cái từ Sukhe Si. Su khe si hoặc là chữ su khá. Su khá là một danh từ trung tính ha. Agran tana phun sắc linh gác. Su khá là hạnh phúc ha. Rồi e si nó là một danh tính từ, người tầm cầu, người tìm kiếm, người mong cầu. Vậy thì su khe si nó biến thành su khe si no. Nó đứng làm chủ các số nhiều. Bà Thà Ma Bà Hú Quá Chá Na Quỳ Pháp Tí. Ý nghĩa Sukhe Sino là tầm cầu khoái lạc, hay là mong cầu an lạc. Mong cầu an lạc. Học con này còn thắc mắc rồi nha. Tại sao là tháng cô hồn nữa hả? Tháng 7 mà không biết ý nghĩa tháng 7 nha. Để ngày rằm đi. Ngày nào đúng ngày rằm mình nói chuyện về rằm tháng 7. Nghỉ học một bữa ha. Cho nó thoải mái. Biết cô hồn các đảng là ai ha. Rồi còn câu như vậy là câu số 3 qua rồi ha. Sukhe Sino ha. Rồi Sukhe Sino là xong rồi ha. Bây giờ còn câu cuối cùng. Câu cuối cùng rồi từ từ rồi cũng sẽ gặp cô hồn các bạn.
Đăng bảo em lịch là tháng cô hồn Việt Nam cúng cô hồn các đảng suốt tháng luôn. Đó là sự nhắc nhở của Thích Kim Nhung đối với Thích Hà, biết Thích Hà có hiểu không? Thuốc quyền Mỹ mà coi như nói chuyện cô hồn các đảng ở Việt Nam chán thiệt. Rồi câu cuối cùng, tê quê cha tí chắc vù ba gà nát gà. Tê quê cha tí chắc vù ba gà nát gà nát gà. Câu này ta như có bốn từ ha. Tê thì nó giống ở trên rồi, tê thì nó giống như chữ ta, chữ ở trên ha. Chữ quê là cái gì? Quê là một bất biến từ, có nghĩa là thật vậy. Chữ quê là thật vậy. Cha thí chắc rù bát gà, cha thí bát rù bát gà. Ở đây chúng ta thấy có ba từ đi chung với nhau. Cha tí là một, cha ra là hai, uống bá gá là ba. Chữ cha tí nó là một danh từ nữ tính, ý cơ lành ta ý thì linh gá. Cha tí là sự sanh. Rồi cha ra nó cũng là một danh từ nữ tính, a cơ lành ta ý thì linh gá là sự già, sanh già ha. Rồi chữ Upaga tức là do cái từ Upa cộng với căn ngữ gam. Căn ngữ gam, gam này tức là quý vị biết đó là động từ gắt chặt tí ha, đi á. Thì Upaga nó là một danh từ từ nam tính nhưng mà nó được chia theo, nó được chia theo chủ cấp ha, chủ cấp số nhiều, tức là bạch tham ma bà hữu quá cha na vị pháp tí, cho nên nó biến thành ubaga có nghĩa là có sự đi đến, có sự đi đến. Vậy thì nguyên một cái nhóm từ này, cha di cha ru ba ga, cha di ba ru cha ba ga, có nghĩa là sự đi đến sự sanh và sự già, đi đến sự sanh và sự già. Một nhóm chờ cha tí cha ru, cha tí cha ru ba gà là đi đến sự sanh và sự già. Rồi chữ cuối cùng nó ra, na ra do cái từ na ra, na ra là một danh từ nam tính, akran tap phun linh ra. Na ra ở đây được chia theo chủ từ số nhiều, tức là bhatama bahu vachana vipatti, cho nên na ra biến thành na ra. Na ra là nam nhân hay là những người đàn ông, những người đàn ông. Rồi. Như vậy thì câu 3, câu 4. Tê sa ta si ta su khe si no tê vê cha ti cha ru ba ra nắc ra. Những người nào chiều theo sự vui thích, tâm cầu khoái lạc, những người ấy đi đến sự sanh và sự già. Hai câu, câu 3, câu 4 bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Những người nào chiều theo sự vui thích, sự tầm cầu khoái lạc, những người ấy đi đến sự sanh và sự già. Những người nào chiều theo
theo sự vui thích, sự tầm cầu khoái lạc, những người ấy đi đến sự sanh và sự già. Ôi, xa thú, xa thú. Như vậy thì ý nghĩa câu Phật ngôn này, câu Phật ngôn 341 nói lên cái gì? Các sự yêu đương được cuộn chảy và các cái tâm khoan khoái là hiện hữu đối với chúng sanh. Những người nào chiều theo sự vui thích, tầm cầu khoái lạc, những người ấy đi đến sự sanh và sự già. Sanh già còn thêm hai cái nữa hả? Tức là sanh già rồi mới đau, mới chết. Chắc là những câu Phật ngôn sau sẽ nói lên ý nghĩa đó. Bây giờ chỉ nói lên có hai, sanh và già. Các sự yêu đương được cuộn chảy và các tâm khoái lạc là hiện hữu đối với chúng sanh. Những người nào chiều theo sự vui thích, tầm cầu khoái lạc, những người ấy đi đến sự sanh và sự già. Rồi bây giờ Ngài Hòa Thượng Giới Đức Ngài đã phổ thơ lục bát thế này: mỗi khi ái dục phát sanh, ngũ trần chờ sẵn cuốn nhanh người vào, mong tìm thị ái khác nào, sanh già chờ sẵn gai rào túng chân. Mỗi khi ái dục phát sanh, ngũ trần chờ sẵn cuốn nhanh người vào, mong tìm thị ái khác nào, sanh già chờ sẵn gai rào túng chân. Và Ngài Hòa Thượng Tâm Minh Châu, Ngài đã dịch theo lối ngũ ngôn: người đời nhớ ái dục, cứ thích các hỷ lạc, tuy mong cầu an lạc, họ vẫn phải sanh già. Người đời nhớ ái dục, cứ thích các hỷ lạc, tuy mong cầu an lạc, chúng vẫn phải sanh già. Rồi, như vậy chúng ta cũng đã xong phần tự vấn. Xong rồi thì bây giờ gần 5:30 rồi, chúng ta có chuyện thôi, bây giờ giao lại đạo tràng ha. Quý vị tự xử, quý vị tự xử ha. Chúng ta còn có chuyện ở dưới đất nữa, hôm nay chùa hữu sự, mong quý vị thông cảm. Rồi bây giờ mời Xích Nhật Quỳnh điều hành chương trình. Alo, hôm nay ở chùa chứ không có đi đâu hết á, nhưng mà ở chùa có việc thông bãi cô hồn á, rắc rối lắm. Hồi nãy Xích Hà thắc mắc à, bây giờ thật sự là bị cô hồn quậy rồi nè. Rồi quý vị cảm ha, mời Xích Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú lành thai, con xin thay mặt đại chúng đông trung, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Trị Đức đã từ bi thích nghĩa từ vựng câu pháp của kinh số 341. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không quý vị? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Quanh nghe một hai hả Quanh? Dạ, kính tri ân đạo tràng. Nam mô Bích Tha, dạ, con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Trang. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Nam mô Bích Tha, dạ, và đại đức Pháp Trang có nghe được âm thanh con không? Sư có trước máy không bạch sư? Dạ, đại đức Pháp Trang có trước máy không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Hiện là sư không có trước máy rồi. Dạ, cảm ơn Minh Phan. Dạ, cô tu nữ Phúc Hạnh, dạ, có trước máy không cơ? Dạ, tự xử, nhưng mà mình phải tôn trọng người lớn trước nha, dạ, thỉnh quý sư ra tu nữ, xong rồi mới mời Phật tử nha. Luật, đây là luật, dạ. Nam Mô Bích Tha, dạ, dạ, cô tu nữ Phúc Hạnh có trước máy không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Alo, alo. Vậy là cô tu nữ Phúc Hạnh cũng không có trước máy. Vậy là mình tự xử được rồi quý vị. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị. Vị nào lên
vui thì đọc, rồi tích từ vựng rồi kệ, còn không muốn phân tích từ vựng cũng được luôn. Nhật Quỳnh lên trước hả? Thật sự mà nói nãy giờ Nhật Quỳnh chạy, Nhật Quỳnh mệt ơi là mệt luôn, nói không nổi luôn. Nó quý vị có thường gì không? Dạ, Nhật Quỳnh không hiểu câu nói này. Dạ, kính chào Thiên Thiên Phương, người giàu đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh xin chia sẻ cái câu hỏi của Hà trước nha. Hà nha, Hà nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có thử không hả? Dạ, cái này cô Kim hỏi sư ngài chị Đức nha. Dạ, Nhật Quỳnh xin hiểu sao nói vậy nha. Mai mốt rồi ngài sẽ dạy thêm, tới rằm tháng 7 yên tâm đi, ngài sẽ giảng dạy rõ hơn cái điều này. Tại vì chắc Hà ở Mỹ lâu nên là không biết cái lệ này. Cái lệ này là rằm tháng 7 á, là hồi trước đó là Nhật Quỳnh đi theo bên Bắc Tông á, là rằm tháng 7 này là tháng cô hồn. Có nghĩa là sao? Hồi trước đó Nhật Quỳnh, xin nói trước Nhật Quỳnh trước nha. Dạ, xin phép Hà để cho Hà hiểu được tại sao kêu rằm tháng 7. Hồi trước đây á, Nhật Quỳnh đi ở bên Bắc Truyền á, thì cứ tháng 7 là Nhật Quỳnh ăn chay một tháng để cầu siêu cho cha mẹ mình, nhà thân bằng quyến thuộc. Rồi thì tháng 7 thì theo Nhật Quỳnh nghe nói, nghe mấy sư cô, mấy thầy nói là tháng 7 này là ở dưới âm phủ thả những cái vong linh ra, nên gọi là tháng cô hồn. Tại vì cứ mỗi nhà qua rằm đi 16 là bắt đầu cúng câu hồn, ở chùa cũng cúng câu hồn, rồi ở nhà, những nhà mà người ta buôn bán cũng cúng câu hồn. Có nghĩa là ở chùa thì ta sắp đặt ra bánh trái, rồi quần áo giấy tiền gì đó, dạ đúng rồi, quần áo giấy tiền gì đó, rồi muối gạo, rồi bánh cắp bánh cúng, dạ. Thì coi như là rải ra, rồi có chỗ người ta còn rải tiền nữa. Rồi khi cúng xong rồi thì rải ra, thì những đứa trẻ nó vào nó hốt. Dạ, cô hồn thì mình chưa thấy, nhưng mà mình thấy những đứa trẻ nó vào nó hốt, nó vô nó giật. Có khi mình chưa có kịp gì hết là nó đã vô nó giật rồi. Dạ, còn ở chùa thì nghiêm chỉnh hơn chút. Dạ, rồi mình đóng góp vô ở trong chùa để cho quý sư cô và quý thầy cúng. Đó, thành ra kêu bằng tháng cô hồn là vậy đó. Dạ. Nhưng từ ngày Nhật Quỳnh qua Nam Truyền thì không còn có vụ đó nữa. Tức là tháng 7 thì nó là tháng Du Lan. Thì theo phong tục của người Việt Nam, tháng Du Lan thì mình nhớ ông bà mà lúc trước á, mỗi lần vào tháng 7 nè, Nhật Quỳnh mà đi đến chùa là Nhật Quỳnh khóc không à. Dạ. Lý do là ai ta cũng được cài bông hồng, còn mình thì cài bông trắng, tức là tuổi thân. Tại vì mình mồ côi á, nên mình cài bông trắng thì mình rất là tuổi thân. Không biết sao nước mắt cứ chảy ra. Dạ. Dạ, cảm ơn cô, nay cô về chùa. Dạ, tri ân cô. Dạ, Nhật Quỳnh thấy cô vào, Nhật Quỳnh phải mời. Dạ, không mời cô nói trời ơi, cái cô Nhật Quỳnh này thấy mình vào làm lơ. Thì đó, thì bởi vì thả cửa địa ngục đó, nên là ta nói là tháng 7 này nè, hả biết không, là cô hồn lên nhiều lắm, nên phải cúng. Dạ, phải cúng cho cô hồn ăn. À, đó là vậy. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi, cái phòng sống này dành đồ giật vô nó dữ lắm. Dạ, mía nữa, mía chặt khúc khúc nữa. Dạ, Nhật Quỳnh nhớ vậy. Nhưng mà lâu rồi Quỳnh Giang Nhật Hà, Nhật Quỳnh không có vụ đó nữa nên cũng quên. Mà giờ nghe mà Xích Hà nhắc thì nói thôi. Dạ thôi, giờ trước mắt thì theo lời yêu cầu của Hà, Nhật Quỳnh xin phép đọc trước nha. Rồi kính mời bằng tay quý vị nha, lên mình đọc cho hết giờ, cho rồi sau đó thì chắc giờ chót thì mới có đại đức Pháp Trang, tại giờ chắc xa chứ không có ở trước máy. Dạ con xin đọc bài, nhà con nãy giờ chưa có đọc qua luôn, nên con có gì sai trật con mong đạo tràng hoan hỷ cho con.
Thỉnh sư đọc hả? Dạ, nãy giờ Nhật Bình thỉnh Đại Đức Pháp Trang không thấy nhúc nhích gì, giờ cô Phúc Hạnh có thể thỉnh sư được không? Dạ, nếu được Nhật Bình, dạ kính nhân mít đến. Dạ, con cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang à. Sư nghe con không hả sư? Sư có trợ mà là máy chưa? Con cung thỉnh sư à. Nếu được sư đọc trước thì đạo tràng chúng con rất là hoan hỷ à. Nam Mô Bích Tha. Dạ. Dạ, Đại Đức Pháp Trang trở lại máy chưa? Cho con xin một tín hiệu à. Dạ, đạo tràng hoan hỷ chờ cô Phúc Hạnh nha. Cô Phúc Hạnh chờ thỉnh Đại Đức Pháp Trang. Dạ, Nhật Quỳnh xin phép được xuống mít à, để chờ có tín hiệu sư thì Nhật Quỳnh lên thỉnh sư. Dạ, kính bảo đảm hoan hỷ. Nhưng mà không được, nếu mà thả mít xuống á, thả mít xuống á, ai đó vào thì tưởng đâu đạo tràng mình bị hỏng rồi, bị hư rồi. Không được, không được. Dạ, không dám thả mít. Ồ, sư đi lên công trình rồi. Dạ, bây giờ cô Phúc Cảnh có trước máy không? Cô lên cô đọc được không? Mời cô lên đọc trước đi ạ. Nam Mô Bích Thà. Dạ, dạ cô Phúc Hạnh rửa tay chưa? Cầm mít được không? Dạ, kính mời cô nghe. Cô nói 5 phút nữa. Vậy bây giờ Nhật Bình mời Huynh Giang Nhật Hà đi. Trong này có mình Huynh là nam thôi. Mời Huynh Giang. Huynh Giang Nhật Hà ơi, đưa bàn tay lên đi, mau lên, mau lên. Huynh Giang Nhật Hà có trước máy không? Alo, alo. Dạ, thôi thì Nhật Quỳnh đọc đi. Dạ, Nhật Quỳnh đọc trước nha quý vị. Hoan hỷ cho Nhật Quỳnh nha. Dạ. Sarita Nis Sar Sarita Nisine Hita Nichaso Manasa Nipawan Tichan Tuno Te Sa Tassita Sukhe Sino Te We Cha Ticharu Maga Nara Sarita Nisine hita nichaso manasa nipawan tichan tuno te sa tatita sukhe sino te we cha ticharu maga nara. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Xá rí hai đoạn âm, trường âm thông thường. Si ní hai đoạn âm, nê trường âm thông thường. Hí đoạn âm, ta trường âm thông thường. Ní chá hai đoạn âm. Sơ trường âm thông thường, má đoạn âm, nát trường âm nhấn, xa trường âm thông thường, ní đoạn âm, phá đoạn âm, quanh trường âm nhấn, tí đoạn âm, chanh từ âm nhấn, tú đoạn âm, nô trường âm thông thường. Sarita nisine hita nichaso manasa nipawan tichanh tuno. Câu 3 và câu 4. T trường âm thông thường, sa trường âm thông thường, tá xí hai đoạn âm, ta trường âm thông thường, số đoạn âm, khê trường âm thông thường, xí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Ồ, cái câu này hay quá. Chỉ có trường âm thông thường thôi. Dạ. Tê quê hai trường âm thông thường, cha trường âm thông thường, tí chá hai đoạn âm, ru trường âm thông thường, bá đoạn âm, ga trường âm thông thường, ná đoạn âm, ra trường âm thông thường. Wow, hay quá cái hai cái câu ba này, câu bốn đặc biệt quá quý vị. Dạ, nào thon là trưởng âm thông thường không, không có cái loại nào khác hết. Dạ, con xin đọc lại nguyên bài ạ. Sarita nisine hita nicho manasa nipawan tichan tuno te sa tasita sukhe sino te we cha ticharu vaga nara. Người đời nhớ ái dục, ưa thích các hỷ lạc, tùy mong cầu an lạc, chúng vẫn phải sanh già. Đã đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu.
Sa ri ta ni si ne hi ta ni cha sơ ma na sa ni pha quan ti chan tu no tề sa ta si ta su khê si no tề quê cha ti cha ru ba ga na ra sa ri ta ni si ne hi ta ni cha sơ ma na sa ni pha quan ti chan tu no tề sa sa thi ta su khê si no tề quê cha ti cha ru ba ga na ra mỗi khi ái dục phát sanh ngũ trần chờ sẵn cuốn nhanh người vào mong tìm hỷ ái khác nào sanh già chờ sẵn gai rào túm chân. Và đây là bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Còn thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Ngọc Bình kính cảm ơn đạo tràng. Trời ơi, bây giờ Quỳnh Giang Nhật Hà mới chịu xuất hiện thôi, bây giờ kính mời Quỳnh nha. Dạ, kính mời đạo tràng đưa những bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư trí đức, quý sư, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Con thấy trong đây có cô Kim, cô Metta, nhiều trưởng lão quá mà không có ai đưa tay. Cô Nhật Quỳnh nói con, thôi con lên con đọc. Dạ, con đọc câu Phật ngôn 341. Sarita ni sine hita ni chaso manasa ni fa wan ti chan tu no te sa ta si ta su khe si no te we cha ti cha ru pa ga na ra. Dạ, sa ri hai đoạn âm, ta trường âm thông thường, ni si là hai đoạn âm, ne là trường âm thông thường, hi đoạn âm, ta trường âm thông thường, ni, chá là hai đoạn âm, so trường âm thông thường, má là đoạn âm, nas là trường âm nhấn, sa trường âm thông thường, ni, phá là hai đoạn âm, phan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, chan là trường âm nhấn, tú đoạn âm, no là trường âm thông thường. Sarita nisine hita nichaso manasa nifawan tichan tuno. Câu số 3 và câu số 4. Te là trường. Te sa tasita sukhe sino te we cha ticharu vaga nara. Te và sa là hai trường âm thông thường. Ta si là hai đoạn âm. Ta là trường âm thông thường. Sú là đoạn âm. Khê là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, tê, quê là hai trường âm thông thường, cha là trường âm thông thường, tí, chá là hai đoạn âm, ru là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ra là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại. Sarita nisine hita nichaso manasa nifawan tichan tuno te sa tasita sukhe sino te we cha ticharu baga nara. Dạ, con xin kể luôn. Sarita nisine hita nicha so manasani fawanti chantuno te satasita sukhesino te wechati charubaganara. Dạ, bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người đời nhớ ái dục, ưa thích các hỷ lạc, tùy mong cầu an lạc, chúng vẫn phải sanh già. Và bản dịch của Hòa Thượng, phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Mỗi khi ái dục phát sanh, ngũ trần chờ sẵn,
cuốn nhanh người vào, mong tìm hỷ ái khác nào, sanh già chờ sẵn gai rào tấm chân. Dạ con xin xuống mic, có sai nhờ đạo tràng sửa giùm con ạ. Dạ xin mời Xích Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào đạo tràng. Dạ, con xin trả bài. Sarita Nisine Hita Nicha So Manasa So Manasa Nipawanti Chantuno Te Sa Tassita Suke Sino Te We Cha Ti Cha Ru Baga Nara Sarita Nisine Hita Nicha. Sá là Sá Rí là hai đẳng âm, ta là trừng âm thông thường, ní xí là hai đẳng âm, nê trừng âm thông thường, hí đoạn âm, ta trừng âm thông thường, ní chá hai đẳng âm. Sarita ní xí nê hí ta ní chá sô má sô má na sa ní phá hoành tí chàn tu nô. Sô là trừng âm thông thường, má là đoạn âm, nas là trường âm nhấn, sa là trường âm thông thường, ní phá là hai đoạn âm, hoàn là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, chan là trường âm nhấn, tú là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Xin đọc lại hai câu một hai. Sarita ni si ne hi ta ni cha so manasa so manas sa ni pha wan ti chan tu no te sa ta si ta su khe si no te we cha ti cha ru ba ga na ra te là te sa là hai trường âm thông thường, ta si là hai đoạn âm, ta là trường âm thông thường, su là đoạn âm, khe là trường âm thông thường, si là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Te sa ta si ta su ke si no te we cha ti cha ru ba ga na ra. Te we là hai trường âm thông thường, te we cha là hai ba trường âm thông thường, tí cha là hai đoạn âm, ru là trường âm thông thường, ba là đoạn âm, ga là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ra là trường âm thông thường. Tê sa ta si ta su kê si no tê quê cha ti cha ru ba ga na ra. Con xin đọc lại bốn câu. Sarita ni si ne hi ta ni cha so manasa ni fa wan ti chan tu no Tê sa ta si ta su khe si no tê we cha ti cha ru ba ga na ra. Dạ, con xin kể. Sarita ni si ne hi ta ni cha so ma na sa ni phan ni pha wan ti Xích Hà ơi, cầm trở lại Xích Hà ơi.
Dạ, kính mời chị Mita, mời Hạnh Dung, dạ, mời quý vị ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mài, Nam mô Sàng Khà Gia. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết nghe được âm thanh rõ. Dạ, con kính lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, hôm nay con cũng bị khan tiếng rồi, nhưng mà con cũng xin trả bài. Con xin phân tích câu Pháp Cú 341. Sarita nisine hita nija so manasa nifa wan ti chan tu no te sa ta si ta su khe si no te we cha ti cha ru ba ga na ra. Con phân tích câu thứ nhất và câu thứ nhì. Sari là hai đoạn âm ta, trường âm thông thường. Ní đoạn âm, xí đoạn âm. Nê trường âm thông thường. Hí đoạn âm, ta trường âm thông thường. Ní chá hai đoạn âm. Sarita ni si nê hi ta ni chá. Dạ, câu thứ nhì. Sô trường âm thông thường. Má đoạn âm. Nát trường âm nhấn, xa trường âm thông thường, ní đoạn âm, phá đoạn âm, quan trường âm nhấn, tí đoạn âm, chan trường âm nhấn, tú đoạn âm, nô trường âm thông thường, so manasa ni phá hoàn tí chan tú nô. Và câu thứ ba, t trường âm thông thường, xa trường âm thông thường, tá xí hai đoạn âm, ta trường âm thông thường, xú đoạn âm, khê trường âm thông thường, xí đoạn âm, nô trường âm thông thường, tê xa tá xí ta xú khê xí nô. Câu thứ tư, tê quê cha là ba trường âm thông thường, tí chá hai đoạn âm, ru trường âm thông thường, bá đoạn âm, ga trường âm thông thường, na đoạn âm, và ra là trường âm thông thường. Và con xin đọc lại hết bài. Sarita ni si ne hi ta ni cha so manasa ni fa wan ti chan tu no te sa ta si ta su khe si no te we cha ti cha ru ba ga na ra. Dạ thôi con cũng cố gắng kể coi. Sarita ni si nihi ta ni cha so manasa ni phan ni pha wan ti chan tu no te sa ta si ta su khe si no te we cha ti cha ru ba ga na ra. Dạ, con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mài, Nam mô Sang Khai. Trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Và cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin phép được đọc, phân tích và kể câu Phật ngôn số 341. Sarita nisine hita nichaso manasa dipawanti chantuno te sa tasita sukhe sino te wejati
charu pagra paga nara sarita nisine hita nijaso panasa nipawan tichantuno te sa tasita suke sino te weja ticharu paga nara. Giờ con xin phép phân tích câu số 1, câu số 2 ạ. Sari sarita nisine hita nichaso manasa nipawan tichantuno. Sari sari là hai đoạn âm, ta trường âm thông thường, xí ní hai đoạn âm, nê trường âm thông thường, hí đoạn âm, ta trường âm thông thường, ní chá hai đoạn âm, sô trường âm thông thường, má đoạn âm, nát trường âm nhấn, sa trường âm thông thường, ní phá hai đoạn âm, quan trường âm nhấn, tí đoạn âm, chan trường âm nhấn, tú đoạn âm, nô trường âm thông thường. Và câu số 3 và câu số 4. Te sa ta si ta su khe si no te we cha ti cha ru pa ga na ra. Tê trường âm thông thường, sa trường âm thông thường. Tá xí hai đoạn âm, ta trường âm thông thường. Xú đoạn âm, khê trường âm thông thường. Xí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Tê quê cha là ba trường âm thông thường. Tí chá hai đoạn âm, ru trường âm thông thường. Phá đoạn âm, ga trường âm thông thường. Ná đoạn âm, ra trường âm thông thường. Sirata nisine hita nichaso manasa nipawan tichan tuno te sa tasita suke sino te weja tichara paganara. Con xin phép được kể. Sarita nisine hi. Dạ, con xin phép kể lại. Sarita ni si ne hi ta ni cha so manasa ni pawanti chantu no te sata sita sukhe si no te vachati cha rupa ganara. Người đời nhớ ái dục, ưa thích các hỷ lạc, tùy mong cầu an lạc, chúng vẫn phải sanh già. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mỗi khi ái dục phát sanh, ngũ trần chờ sẵn cuốn quanh người nào, mong tìm hỷ ái khác nào. Sanh già chờ sẵn gai, sanh già chờ sẵn gai rào túm chân. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng với Đức. Con đã đọc và kể xong. Giờ con xin phép xuống mít. Kính cảm ơn đạo tràng. Hello, hello. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, các sư ở trong chùa của sư Chí Đức. Ây da, bữa nay cúng cô hồn à. À, và cấp cô tu nữ và quy Phật tử. Trời, lâu lắm rồi không thấy cúng cô hồn, mà cũng không để ý thấy cúng cô hồn nữa. Nhớ hồi lâu lắm rồi mỗi lần cúng cô hồn, tại má tôi là nhà tôi là cái gì cũng tình má tôi là tà kiến dữ lắm, còn tôi là chỗ nào nhộn nhịp là có tôi là tôi thích dữ lắm. Bữa nay ăn mía mía chặt cúc cúc vậy đó, tùm lum kẹo. Mà thật ra hình như cúng cô hồn kẹo thèo lèo kích cột gì đủ thứ, không tôi chả có thích mấy cái kẹo đó, tôi chỉ thích coi mấy đứa nào nhào vô tôi xô nó cho nó té cho nó vui vậy thôi. Lâu lắm rồi không biết cúng cô hồn vậy á, vì sau khi qua Bắc Tông lại càng không thèm coi nữa. À, qua bên Nam Tông biết Phật pháp Nam Tông á thì không có để ý ba cái chuyện đó nữa. Ai làm gì làm, lâu lắm rồi không nhớ. Nghe cúng cô hồn nghe tiếng gì xa lạ dữ lắm. Thấy cô hồn chết, thấy cô hồn sống phá quá trời quá đất luôn như thế. À,
Cô Hồng Thị Kim Nhung sao cũng đọc trước đi thôi, để tôi đọc cho trả bài cho rồi đi. Để sư ở trong đó, ổng ngồi ổng nghe, ổng nói không có ổng làm biến, ổng làm nữa, ổng nổi, ổng tức nữa. Thôi đi đọc cho rồi đi. À, có sư Pháp Trang hả? Sư Pháp Trang nghe con hả? Sư không có, không có cúng cô hồn năm nay hả sư? Dạ, con sư khỏe hả sư? Lâu quá con không nói chuyện với sư. Dạ, để con trả bài làm bổn phận đọc kinh Pháp Cú câu 341. Trời ơi, tôi đang làm hung quật tới câu 343 nữa quý vị thấy. Tôi phải làm trước để rủi tôi có chuyện gì á. Tôi không có giờ đó, tôi làm sẵn. Hay để đọc câu này đi. À, kinh Pháp Cú câu 341. Sarita nisine hita nichaso manasa nipawang ti chang tuno te sa tasita suke sino te we cha ti jaru phaga nara. Sarita nisine hita nichaso manasa nipawang ti chang tuno te sa tasita suke sino te we cha ti jaru phaga nara. Phân tích hai câu đầu. Xá rí hai đoạn âm, ta trường âm thông thường, ní xí hai đoạn âm, nê trường âm thông thường, hí đoạn âm, ta trường âm thông thường, ní chá hai đoạn âm. Câu số 2. Somanasa nipa quăng tí chăng tú nô. So trường âm thông thường, má đoạn âm, nas trường âm nhắn, sa trường âm thông thường, ní phá hai đoạn âm, quăng trường âm nhắn, tí đoạn âm. Mỗi lần thấy chữ tí nhớ tới Nguyên Trang, hồi đó sư hay chọc Nguyên Trang tuổi con chuột, tí 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 là con chuột, vì không dám nói nên sợ bị la nữa. Chăng, chăng là trường âm nhắn, tú là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Câu 3, câu 4, tê sa ta si ta su kê si nô. Tê quê cha tí cha ru phá gà ná ra. Tê sa là hai trường âm thông thường, tá xí là hai đoạn âm, ta trường âm thông thường, xú đoạn âm, kê trường âm thông thường, xí đoạn âm, nô trường âm thông thường, tê quê cha ba trường âm thông thường, tí chá hai đoạn âm, ru trường âm thông thường, phá đoạn âm, gà trường âm thông thường, ná đoạn âm, ra trường âm thông thường. Trời ơi, ở Duyên Trang, ở trên Washington DC đó, trên đó đó có bị mũi không? Ngồi trong nhà cũng bị mấy con mũi, mũi lâu lâu nó rình nó đó, không biết nó vô ngã nào nữa. Trời ơi, dặn quạt máy cho nó bay đi, cũng đứng ngứa chân nữa. Mùa này sao mũi nhiều quá. Bây giờ đọc lại 4 câu. Sarita nisine hita nichaso manasa nipawang ti chang tu no te sa tasita suke sino te we cha ti cha ru phaga nara. Ok. Sarita nisine hita nichaso manasa nipawang ti chang tu no te sa tasita suke sino te we cha ti cha ru phaga nara. Sarita nisine hita nicha so manasa nipawanti chang tuno te satasita suke sino te weja ti cha ruhaga nara. Người đời nhớ ái dục, ưa thích các hỷ lạc, ti mong cầu an lạc, họ vẫn phải sanh già. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mời quý vị khác lên ha, còn nửa tiếng nữa đó. Không biết làm sao cho hết giờ nữa. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, con kính chào Chư Tăng và các cô tu nữ. Xin mến chào toàn thể đạo tràng. Hôm nay con sẽ đọc kinh câu 341.
Sarita nisine hita nicha so manasa ni fa wang di chan tu no te sa tasita sukhe sino te we cha ti cha ru pa ga na ra. Dạ con xin phân tích hai câu đầu. Sarita nisine hita nicha so manasa ni fa wang di chan tu no. Câu thứ nhất, Sarita nisine hita nicha. Sari là hai đoạn âm, ta là trường âm thông thường, nisi là hai đoạn âm, ne là trường âm thông thường, hi là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, nicha là hai đoạn âm. Câu số 2, so manasa nifa wam ti chan tu no. So là trường âm thông thường, má là đoạn âm, nas là trường âm nhấn, sa là trường âm thông thường, ní phá là hai đoạn âm, quan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, chan là trường âm nhấn, tú là đoạn âm, no là trường âm thông thường. Câu 3 và câu 4, te sa tasita suke sino te we cha ticharu paga nara. Câu số 3, tê sa là hai trường âm thông thường, tá xí là hai đoạn âm, ta là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, khê là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Câu số 4, tê quê cha tí cha ru bá gà ná ra. Tê quê cha là ba trường âm thông thường, chá là hai đoạn âm, ru là trường âm thông thường, pá là trường đoạn âm, ga là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ra là trường âm thông thường. Sarita nisine hita nicha so manasa nifa wan di chan tu no te sa tasita suke sino te we cha tita u pa ga na ra. Dạ con xin đọc câu kệ ạ. Sarita nisi nehita nicha so manasa ni fawanti chantuno desa tasita suke sino te wecha ticha rupa ganara. Sarita nisi nehita nicha so manasa ni fawanti chantuno desa tasita suke sino te wecha ticha rupa ganara. Con xin dịch của Đại Đức Thích Minh Châu. Người đời nhớ ái dục, ưa thích các hỷ lạc, tuy mong cầu an lạc, chúng vẫn sanh, chúng vẫn phải sanh già. Dạ con xin hết ạ. Con xin xuống mic ạ. Có gì xin cạo tràng sửa giùm con ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin phân tích cách đọc câu pháp cú 341, câu 1, câu 2. Sarita ni sine hita ni cha so manasa ni fa van ti chan tu no. Sa ri là hai đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Ni si là hai đoạn âm, ne là trường âm thông thường. Hí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Ní cá là hai đoạn âm, so là trường âm thông thường. Má là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, ní phá là hai đoạn âm, van là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, chan là trường âm nhấn, tú là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Sarita ni sine hita ni cha so manasa ni fa van ti chan tu no. Câu 3, câu 4. Te sa ta si ta su khe si no te ve cha ti cha ru pa ga na ra. Te sa là hai trường âm thông thường, ta si là hai đoạn âm, ta là trường âm thông thường,
Xú là đoạn âm, khê là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, tê, vê, cha là ba đoạn từ trường âm thông thường, tí, chá là hai đoạn âm, gu là trường âm thông thường, phá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ra là trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Tê sa ta si ta su khe si no tê vê cha tí cha gu phá ga ná ra. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 341. Sarita ni si ne hi ta ni cha so manasa ni pha van ti chan tu no. Tê sa ta si ta su khe si no tê vê cha ti cha gu phá ga ná ra. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người đời nhớ ái dục, ưa thích các hỷ lạc, tuy mong cầu an lạc, chúng vẫn phải sanh già. Sarita ni sine hita ni cha so manasa ni pha van ti chan tu no. Te sa ta si ta su khe si no te ve cha ti cha ru pha ga na ra. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Mỗi khi ái dục phát sanh, ngũ trần chờ sẵn cuốn nhanh người vào, mong tìm hỷ ái khác nào, sanh già chờ sẵn gai rào túm chân. Dạ con đã đọc xong, con có sai con xin sư pháp trang sửa cho con, và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ alo ạ. Dạ cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Dạ cảm ơn Thiện Vũ. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Kính chào các anh chị trong đọc đạo tràng ạ. Con xin trả bài câu pháp cú 341. Sarita ni sine hita ni cha so manasa ni pha wan ti chan tu no. Te sa ta si ta su khe si no. Ru. Cái chỗ này sao nó lại... Dạ, được rồi. Con xin đọc lại. Tê sa ta si ta su khe si no te we cha ti cha ru pa ga na ra. Sarita ni si ne hi ta ni cha so ma na sa ni pha wan ti chan tu no te sa ta si ta su khe si no te we cha ti cha ru pa ga na ra. Con xin phân tích ạ. Xá rí là hai đoạn âm, ta là trường âm thông thường, ní xí là hai đoạn âm, nê là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, ní chá là hai đoạn âm, xô là trường âm thông thường, má là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, sa là trường âm thông thường, ní phá là hai đoạn âm, quan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, chan là trường âm nhấn, tú là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Sarita ni sine hita ni cha so manasa ni pha wan ti chan tu no. Tê sa là hai trường âm thông thường, tá xí là hai đoạn âm, ta là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, khê là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, tê, quê, cha là ba trường âm thông thường, tí, chá là hai đoạn âm, ru là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ra là trường âm thông thường. Con xin đọc lại bốn câu. Sarita ni sine hita ni cha so manasa ni pha wan ti chan tu no. Te sa ta si ta su khe si no te we cha ti cha ru ba ga na ra. Người đời nhớ ái dục, ưa thích các hỷ lạc, tuy mong cầu an lạc, chúng vẫn phải sanh già. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kể ạ.
Sarita ni sine sari sarita ni sine hita ni cha somana sanifa wanti cha tuno esata sita suhe suhe sine ewecha ticharu paganara sarita ni sine hita ni cha somana sanifa wanti cha tuno tesata sita suhe suhe sino tewecha ticharu paganara. Mỗi khi ái dục phát sinh, ngũ trần chờ sẵn cuốn nhanh người vào, mong tìm hỷ ái khác nào, sanh già chờ sẵn, gai rào, túm chân, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic. Cảm ơn chị Nhật Huỳnh bốt bài, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ con kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ngũ pháp, Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Con xin đọc và phân tích câu Pháp Cú 341. Sarita ni sine hita ni cha so so ma na sa ni pha quan tí dành tu tu no no te sa ta si ta su khe si no te ve ya tí ya ru ba ga na ra sa tí ta ni si ne hi ta ni cha sa ri là đoạn âm. Ta là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, xí là đoạn âm, nê là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, ní chá là đoạn âm. Câu 2 là so má ná sa ní phá quan tí danh tú nô. So là trường âm thông thường, má là đoạn âm, nách là trường âm nhấn, sa là trường âm thông thường, ní phá là đoạn âm, van là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, danh là trường âm nhấn, tú là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Sarita ni sine hita ni cha so ma na sa ni phá quan tí danh tú no. Câu 3 te sa ta si ta su khe si no. Te là trường âm thông thường, sa là trường âm thông thường, ta si là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, su là đoạn âm, khe là trường âm thông thường, si là đoạn âm, no là trường âm thông thường. Câu 4 te ve tê vê gia tí gia rú bá ga ná ra. Tê vê là trường âm thông, tê vê gia là trường âm thông thường, tí giá là đoạn âm, ru là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ra là trường âm thông thường. Sarita ni sine hita ni cha so manasa ni pha quan ti chan tu no te sa ta si ta su khe si no te ve cha ti ya ru ba ga na ga na ra. Người đời nhớ ái dục, ưa thích các hỷ lạc, tùy mong cầu an lạc, chúng vẫn phải sanh già. Đó là Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mỗi khi ái dục phát sanh, ngũ trần chờ sẵn cuốn nhanh người vào,
mong tìm hỷ ái khác nào, sanh già chờ sẵn gai rào tấm chân. Đó là ngày hòa thượng giới đức. Phúc hạnh xin kệ. Sarita ni si ne hita ni cha so mana sa ni fa van ti chan tu no te sa ta si ta so khe si no te ve cha ti ya ru ba ga na ra. Dạ, Phúc Hạnh xin xuống bích ạ. Dạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, xà thủ, kính cảm ơn cô Phúc Hạnh rất là nhiều. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Quỳnh Phan cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu phố biển cười ha, đưa bàn tay lên. Đưa bàn tay lên đi, rồi muốn cười, tự do cười, đưa bàn tay lên, phố biển. Nhanh. Hay cái gì, đưa bàn tay lên. Dạ, con phố biển, con thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo. Ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Con kính lễ cô Tu Nữ Phúc Hạnh và con kính lễ chào đạo tràng. Con nghe giọng của Phúc Hạnh, con hết dâm lên mít ra cô ơi. Cô Phúc Hạnh ở bệnh viện hơn tháng về mà nghe giọng vang vang, còn mình khỏe mạnh mà không bằng được cô Phúc Hạnh. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú số 341. Sarita nisine hita nichaso manasa nifawan tí chan tu nô tê sa ta si ta su khê si nô tê quê cha tí cha rù ba gà na ra ta si ta ni si nê hi ta ni cha sô ma nát sa ni pha hoàn tí chan tu nô tề sa ta si ta su khê si nô tề quê cha tí cha rù ba gà na ra. Xá là, dạ con phân tích câu số 1 là xá tí xá rí ta ni si nề hí ta ni chá. Xá rí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, ní xí là hai đoạn âm, nê là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, ní chá là hai đoạn âm. Câu số 2, sô má nát xa ní phá hoàn tí chan tu nô. Sô là trường âm thông thường, má là đoạn âm, nát là trường âm nhắn, xa là trường âm thông thường. Ní phá là hai đoạn âm, quan là trường âm nhắn, tí là đoạn âm, chan là trường âm nhắn, tú là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Câu số 3, tê sa tá xí ta su khê xí nô. Tê là sa là hai trường âm thông thường, tá xí là hai đoạn âm, ta là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, khê là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, tê vê cha tí chá ru ba gà na ra. Tê vê cha là ba trường âm thông thường,
tí chá là hai đoạn âm, ru là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường, ná là trường âm thông thường, lộn, ná là đoạn âm và ra là trường âm thông thường. Xá tí tà ní xí nề hí tà ní chá sô má nát xà ní phá hoàn tí chàm tú nô tà tê xà tá xí tà xú khề xí nô tê về chà tí chá rù bá gà ná ra. Do cái điện thoại con nó nhau bé. Người đời nhớ ái dục, ưa thích các hỷ lạc, tùy mong cầu an lạc, chúng vẫn phải sanh già. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mỗi khi ái dục phát sanh, ngũ trần chờ sẵn cuốn nhanh người vào, mong tìm hỷ ái khác nào, sanh già chờ sẵn gai rào tấm chân. Bản dịch của Hòa Thượng Duy Đức. Dạ con đã trả bài xong, con xin gửi mic lại cô Nhật Quỳnh ạ. Con kính chào độc trà. Nam mô Bụt Tha Dạ. Hồ biển này mì ăn liền chắc lên không kịp, mà cầm mít thỉnh sư phụ lên không chịu, thả mít dục cái răng á, bể mít rồi làm sao trời ơi. Dạ cảm ơn đạo tràng con tri ân sư. Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp trang. Dạ còn mấy phút nữa con cung thỉnh sư lên đọc bài kinh ngày hôm nay để cho đạo tràng được quan hỷ và cũng là kết thúc. Dạ xà thủ con kính dân mít đến sư ạ. Alo quý vị có nghe không ạ? Hồi nãy khi nghe cô Phúc Hạnh lên kệ thì xích cô thì Quang Thanh còn ở trong máy để nghe, tới khi có biển lên cái xích Quang Thanh chạy mất tiêu luôn. Vừa nghe Phúc Biển lên xích Quang Thanh chạy ra ngoài luôn. Ra bữa nay cô Phúc Hạnh cổ ở trong bệnh viện một tháng chứ, nhưng mà về cổ nói là bên cổ là bên Nhật. Thì bây giờ chắc cũng sắp hết giờ rồi thì lên kệ lên đọc thì chắc không kệ quá, bữa nay cái giọng kệ chắc không nổi quá. bữa nay mà chúng tôi mà kệ nữa là chắc quý vị chắc chạy hết á. Giờ bây giờ trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ lễ ơn đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Và thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Giờ thì bây giờ thì chắc chúng tôi đọc cái này là chắc cũng hết giờ, chắc cũng kết thúc cái buổi học quá. Bây giờ chúng tôi xin đọc câu pháp cú số 341. Sarita nisine hita nichaso manasa nipavan tichan tuno te sa tasita suke sino te ve cha tichanro parana ga. Sarita nisine hita nichaso manasa nipavan tichan tuno te sa tasita suke sino te ve cha tichanro parana ga. Sarita nisine hita nichaso manasa nipavan tichan tuno te sa tasita suke sino te ve cha tichanro parana ga. Người đời nhớ ái dục, ưa thích các hỷ lạc, tuy mong cầu an lạc, chúng vẫn phải sanh già. Và bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu.
chắc li ta ni si ne hi ta ni cha so ma na sa ni pha văn ti chan tu no te sa ta si ta su khe si no te ve cha ti cha ro pa ra na ga. Mỗi khi ái dục phát sanh, ngũ trần chờ sẵn, cuốn nhanh người vào, mong tìm hỷ lạc khác nào, sanh và chờ sẵn. Gai nào túm chân và bản dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, bây giờ chúng tôi đã đọc xong. Dạ, bây giờ không biết là còn vị nào ở trong đại tràng, chúng ta lên để đọc câu pháp cú số 341. Hình như hồi nãy thấy Giang Nhất Hà hình như là nghe thấy nghe có biển đọc nó giống giọng ở Quy Nhơn. Mà không biết Giang Nhất Hà chắc cũng quê hương cũng ở Quy Nhơn luôn ha. Còn sư ở Quy Nhơn là chỉ ở Bình Định, chỉ ở Ké thôi chứ còn sư không phải quê ở Quy Nhơn. Dạ. Yeah. Bây giờ còn vị nào đi lên để đọc câu pháp cú và số. Dạ. Dạ bây giờ xin mời Sức Như Quỳnh. Nam mô Bố Tài nhé. Dạ, sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân này Đức Pháp Trang rất là nhiều. Dạ, sư giờ chót là làm cho đầu trang nóng lên. Dạ, chúng con thành kính tri ân sư. Dạ, cảm ơn thiền vụ. Dạ, kính mời đầu trang cung giới Như Quỳnh án tâm thanh tịnh hồi hướng và phước mà hôm nay chúng ta đã tạo được đó, đó bạch sư. Có người nói là gốc Hoài Ân Bình Định cho bà sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay, đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên, phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên Chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây. Xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo năm truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Phước Quang. Chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo năm truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này sau khi các ngài thọ nhận rồi. Xin hậu độ chư tôn đức pháp thể sinh nan, bồ đề tâm kiên cốt đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng điệu nhau cả thảy. Ý đăng quân nhân đi bán át sát bát chá dô hồ túc. Ý đăng quân nhân đi bán át sát bát chá dô hồ túc. Ý đăng quân nhân đi bán át sát bát chá dô hồ túc. Một lần nữa chúng con thành kính lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quan lâm vào rum chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp kệ kinh, thảo luận hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc chư tôn đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào rơm theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu, hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con kính chúc quý ngài, Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin phép được xuống mít để trong bàn ban điều hành chúng con để bài kinh châu báo, sau đó chúng con cũng xin phép được khép cửa rừng. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính chào tạm biệt đạo tràng.